hay có cái giải pháp của nó hết. Điều thứ nhất, anh theo nghiệp đến, anh người theo nghiệp đến, còn thậm chí người đến theo. Bởi vì cái này đến mới lại là đang theo nhà thật rồi, tức là đến theo nhà đó. Khi em đến theo nhà đó rồi thì anh sẽ quen với nghiệp đến rồi, tư duy mình theo vô nhà. Tức là sẽ phải đào hơn một chút xíu. Như thế này anh ạ, 1, 2, 3, 4, 5 chứ không được bắp chân nào. Ví dụ này, 1, 2, 3, 4, 5 mà anh không được bắp thì vô nhạc mới được. Còn câu 2 đến ha, 2, 2, 3, 4, 5 mà không được bắp, giữa đến và chân không được bắp. Thì khi bắp thì điều gì xảy ra? Mình quên chỗ nào, chưa kỹ chỗ này, mình sửa cái đó. Rồi, bây giờ mình phó thác ra bên này nha, anh cứ việc đi thôi. Rồi, tư thế chuẩn bị của anh ạ. Tức anh sẽ không có sự chủ động, anh chỉ theo thôi, follow theo thôi, hoặc đứng theo thôi, chân đi theo thôi, đôi mà là năm số lần. Rồi, sẽ quen. Chuẩn bị 2, 3, tiến 2, 3, 4, 5 2, 2, 3, 4, 5 tiến, tiến, 2, chà, chà, chà. Có nghĩa là đôi khi là mình phải theo, không đến thì phải đứng, đến chậm đi chậm, đến nhanh đi nhanh. Nên lắng là cái đếm nó thì mình cảm thấy nó vững hơn. Và khi mà em vừa đếm xong mà cảm giác mà mình cứ bị mâu thuẫn, có nghĩa là anh đi bên này đếm mà anh cứ nghĩ là anh cứ được theo đi theo anh, thì là anh biết là tức là khi không hòa nhập cái nhịp đếm. Giả sử như này ha, để em hiểu này, 2, 3, 1, 2, chà chà chà, không đếm là không đi. Mình lắng xuống tầng đúng không? Vừa đẩy vừa đếm là sẽ đi 2, 2, chà chà chà. Không cho đi, không đếm, đếm đi 1, 2, chà chà chà. 2, 2, chà chà chà. Giờ đếm nhanh nhanh nha, 2, 3, 1, 2, chà chà chà, 2, 2, chà chà chà, 3, đó, đó, 1 giờ, 3 mà phải đi luôn rồi, và khi nào mà sẽ dừng lại không cho đi nó phải đứng. Biết đâu là nhanh lúc đó hay là nhanh 5, 7 câu nữa thì sao? Đấy là chúng ta đang nói sự hơi sai khác so với đếm nha. Có nghĩa mình thụ động lúc đầu để mình đoán ý. Đoán ý 2, 3, 1, 2, chà chà chà. Đã đến đâu mà mình cứ ngừng lắc lắc lưng này, mình cứ đang chắc chắn mình không tự tin rồi. Câu 2, 2, 2, chà chà chà, 3, 2, chà chà chà. Cứ chân lắng xuống thì có thời gian chân mình nghỉ ngơi cho bộ não mình biết là câu thứ bao nhiêu vừa đi xong. Giờ bên này có cho đi hay không? Cứ hiểu vậy là mình hiểu à. Thật ra có thể nhắc nghỉ mai mốt đúng không ạ? Anh Kim hiểu là đứa là cái lắng nghe nhạc của anh quan trọng lắm, cái hướng của anh đi cho nữ xoay cũng quan trọng lắm. Nếu như được những xoay nữa không hiểu đó đấy, khi mình biết mình đẩy nữ ra thôi mà mình đi đúng nhạc mà mỗi gì rất nhẹ rồi nhanh nha. 1, 2 chà chà chà, 2, anh bị chậm nha, anh đang đến ngay mà bị chậm câu rồi ha. À, tập cái đó thì âm nhạc thì tốt rồi. Đến nhanh phải đi nhanh, đến vừa vừa thì đi vừa vừa. 2, 3, 1, 2 chà chà chà, 2, 2 chà chà chà, 3, 2 chà chà chà, đó rối nha. Nhanh càng phải quyết đoán hơn, đã nhập mạnh và chắn. Nó giống như mình đi nhanh ấy, mình phải tấn nghe nó lại lách đúng không? Thì mình phải quyết đoán. Một là động mà người ta, hai là mình phải lách, mình phải đoán lên. Thì khi mình đi nhanh mà mình nghe nhẹ nhẹ chân nữa thì mình lại ngập mầm. Nửa thì đi nhanh mà nửa thì đi chậm, nửa thì quẹo, nửa thì không quẹo. Thì nhanh chúng ta sẽ không có đoán được là mình đi hướng nào mà mình tấn nghe được.
khi đi nhanh đập hộp hay chặt 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 hay chặt 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 và nhanh mạnh. Hai ba một hai chặt 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 hai hai chặt 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 ba hai chặt 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 bốn hai chặt 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 và bài tập là như cũ là tại chỗ đúng chỗ này trái nào trái hai đó hai mình chậm hơn nhanh hơn bên này đúng không giữa các hai hai ta đi cùng theo cái đếm thôi mọi người nhanh hơn cái đếm nhanh hơn bên này này là hai bạn một hai cha 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 đó hai đeo rất là tuân thủ thì mình cảm thấy sau này đi theo ý mình thôi. Câu thứ hai 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 cha 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 câu thứ ba ba hai cha 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 người ha đúng rồi bốn hai cha 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 năm năm hai ba bốn năm sáu sáu hai cha 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 rồi bắt đầu áp dụng nha tiến gặp lại nha lại tiến gặp lùi gặp lùi tiến gặp lùi gặp lùi đầu tiên lùi gặp tiến gặp tiến nghe đã để xác định chân nào cái chân này vừa xong rồi mình giật chân kia cái hình dạng mình cứ tưởng chân này chưa bước đúng không giờ bước lên một hai ba bốn năm chân trái xong rồi đến lượt chân phải rồi hai chà chà năm trong quá trình này cũng phải mạnh lên để cái đường mình nó căng cơ khi mình muốn đi nhanh được muốn đi chậm cũng được hai ba rồi hai chà 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 tiến hai chà 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 lồi hai chà 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 nhớ đấy nha chân nào lao về sau hay gì đó phải theo cái này thì mình cần phải biết được cái gì nha hiện tại là đôi khi mình cảm giác mà không có ngon ngó người nha trong chân đấy cũng là một trong cái phần là mình cảm thấy không dám bước hoặc bước mình bị cúi thì bị nhẹ bị lỗ nhẹ rồi muốn như vậy thì phải thật sự khoảng cách phải nhỏ chân lại không lớn và muốn nhỏ thì anh phải mạnh trên mặt sàn đúng không anh nhẹ trên mặt sàn nó anh cảm thấy nó là cũng không ổn thì là phải bước dài rồi lại ngắn và mạnh một hai chậm câu thứ hai 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 chậm câu thứ ba hai chậm câu thứ bốn hai chậm câu thứ năm năm hai chậm câu thứ sáu hai chậm nghỉ cái đó bây giờ thì hai câu nhanh cùng với nhau được không nhanh luôn đấy nhanh giống như chạy đấy thì lúc nãy chúng ta có tập cái sự phản xạ thôi để coi là cái nhịp cứ nhanh hơn thôi nhanh lên đều nha chuẩn bị hai ba một hai chặt 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 hai đó là không có nhanh mà chú ý là phải nhanh chứ mình quen là phải nhanh nên nó là trong cơ thể mình đi được thôi đúng rồi để xem mình bước gì thiếu thì mà sao không nhanh được hai ba một hai chặt 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 hai hai chặt 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 ba hai chặt 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 bốn hai chặt 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 năm hai chặt 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 sáu hai chặt 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 nhanh hơn chút xíu thôi bây giờ là đã nhanh rồi đó hôm qua mình dồn dập một chút Okay.
và mình nhanh vừa vừa nhưng vừa xong rồi ok rồi, cũng tương đối rồi. Thật ra như là chúng ta đi đúng nhà của nó. Mình nhanh quá thì khi mình cảm giác nó chưa chuẩn sự sẵn sàng. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, đến 2, hạt chạy chạy to lên. Hạt chạy chạy, lưu, hạt chạy chạy chạy, dưới, hạt. Tại sao đếm mà lại đi là sai? Đếm thì thường là người ta đếm thì đi sai. Còn mình đếm thì đi sai là do... Tại khi mình đếm bằng tự tin nữa rồi. Tại do mình đếm sai thì sai á. Anh đếm đúng mà. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, 3. Rồi, do mình đến vội quá, đúng không? Đến bóng quá chân nó vội luôn. Mà vội mà không rõ ràng, đến to, đến lớn. Một, nó rõ ràng từ một ra, thì chúng ta sẽ có thời gian chân chúng ta đi ha. Chúng ta đến một, cái tốc độ số một, nó rất là nhanh, thì nhanh quá. Đến rõ ràng đấy nha. Rõ ở đây là không phải rõ theo kiểu gì, mà cần nó lớn lên. Để cái tốc độ số đếm nó sẽ chậm lại, dòng phát âm nó chậm lại.